Người phụ nữ này đang bước đi một cách tự tin. Bỗng có một người đàn ông bước ra nói với cô, ngay bây giờ, nếu cô không lên giường với anh ta, thì thế giới này sẽ bị diệt vong. Người phụ nữ sau khi nghe xong, lập tức quay người lại, chúng ta còn đủ thời gian đến khách sạn không? Hay làm luôn tại đây? Ai gu, đứng hình mất 5 giây. Hóa ra, đây là một thế giới kỳ diệu. Trong thế giới này, con người không biết nói dối, mà chỉ nói những lời thật lòng. Nam chính Mark là một người đàn ông độc thân hơn 40 tuổi. Đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, Mark nghiễm nhiên trở thành thành phần bị khinh rẻ nhất trong xã hội. Một ngày, Mark và đối tượng xem mắt Anna hẹn hò tại một nhà hàng. Người phục vụ ngây thơ hỏi, cô ấy là em gái của anh sao? Không phải, con gái anh. Cũng không phải, trông anh chẳng xứng với cô ấy chút nào. Mặc dù những lời nói thật của người phục vụ rất khó nghe, nhưng thực ra đúng là như vậy mà. Buổi hẹn hò diễn ra được một nửa, thì mẹ Anna gọi điện thoại tới. Cô kể với mẹ về đối tượng xem mắt của hôm nay. Đúng, anh ta không khá giả cho lắm, nhưng được cái tốt tính. Cái mũi tẹt của anh ta trông buồn cười lắm, khuôn mặt trông giống con ếch. Nghe những lời này, Mark rất ngại ngùng, đành uống nước cho bớt ngại. Ngày hôm sau, vừa đến công ty, Mark liền nhận được tin dữ. Anh bị cấp trên đuổi việc, với lý do kịch bản anh viết thời gian gần đây quá dở. Nhưng quả thật giai đoạn lịch sử ở thế kỷ 14 chẳng có gì đáng chú ý cả. Ngay sau đó, anh lại nhận được một số nữa. Anna gửi mail cho anh. Cô chỉ thích công việc và công ty của anh, chứ không thích con người anh. Hơn nữa trông hai người chẳng xứng đôi chút nào. Quá hay rồi, cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều không thuận lợi. Điều bất hạnh nhất là, ngày hôm sau, chủ nhà đã đến tìm anh hối thúc tiền nhà. Éo le thay, số dư tài khoản của Mark chỉ còn 300 đô, mà tiền thuê phòng tận 800 đô, cực chẳng đã. Mark đành phải ra ngân hàng rút tiền rồi tính tiếp. Đen đủi thay, hệ thống của ngân hàng gặp sự cố. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhân viên giao dịch nói rằng anh có thể rút tiền trước, sau đó ghi chú lại gửi cho hệ thống. Lúc này, trong đầu Mark bỗng lóe ra tia sáng. Anh bật ra lời nói dối đầu tiên trong đời. Tài khoản của tôi có 800 đô. Nhân viên giao dịch chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức đưa cho anh 800 đô. Mark không tin vào mắt mình, liệu có phải bản thân có vấn đề gì không? Nhưng suy nghĩ lại thì, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Mark đến gặp chủ nhà, gửi trước tiền cho chủ nhà. Sau đó, anh đến quán rượu gặp bạn, nói bí mật cho bạn nghe. Mark nói mình có thể làm được bất cứ chuyện gì, nhưng người bạn không tin anh. Hai người đánh cược. Mark cược mình có thể khiến bất cứ cô gái nào gặp trên đường lên giường với anh. Phân đoạn mở đầu video diễn ra như vậy đấy. Sau khi đến khách sạn, lương tâm Mark cắn rứt, anh lại nói dối rằng thế giới sẽ không bị hủy diệt. Mới kết thúc được trò cười này, sau khi có được khả năng đặc biệt này, Mark muốn làm một vài chuyện điên rồ. Mark dẫn người bạn thân đến casino, không những quang minh chính đại giở trò gian lận, còn nói dối mình đã thắng giải lớn trong máy chơi bài. Sau khi nghe xong, người nhân viên liền chúc mừng anh, thông báo với bộ phận kho xuất tiền. Cứ thế, hai người ôm cả đống tiền hiên ngang rời đi. Ngoài dùng lời nói dối để kiếm tiền ra, thỉnh thoảng Mark còn nói dối để giúp đỡ người khác. Ví dụ như nói với người hàng xóm có ý định tự sát rằng, dù anh không sở hữu một thân hình hoàn hảo, nhưng sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc. Khi bắt gặp một đôi tình nhân đang cãi nhau trên phố, Mark nói với cặp tình nhân rằng trông hai người rất tình cảm. Cảm giác được nói dối quả thật rất đã. Mark cầm bút viết kịch bản anh vừa nghĩ ra. Cấp trên đọc xong kịch bản của anh, đập bàn tán thưởng. Mark không những được trở lại làm việc một cách vẻ vang, còn được thăng chức, tăng lương, được đồng nghiệp trong công ty tán tụng. Đồng thời, Anna chấp nhận lời mời hẹn hò của anh. Mark vốn tưởng rằng lần này có thể ôm được người đẹp về nhà, nhưng vì chiếc mũi kỳ cục của mình lại một lần nữa thất bại. Phía bệnh viện gọi điện đến, thông báo rằng bệnh tim của mẹ anh tái phát. Mark vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn người mẹ nằm trên giường bệnh, Mark vô cùng đau lòng. Bà sợ rằng sau khi mình chết đi sẽ tan thành hư vô. Mark an ủi mẹ rằng, sau khi mất, mẹ sẽ chu du khắp thế giới, sẽ đi tới nơi mẹ thích nhất, những người mẹ yêu quý, những người yêu quý mẹ đều sẽ ở đó. Mẹ sẽ được quay lại thời trẻ một lần nữa, được chạy nhảy giống như trước. Sau khi nghe những lời an ủi của Mark, người mẹ đã thanh thản ra đi, nhưng rất nhanh, rắc rối đã xảy đến. Rất đông phóng viên tụ tập dưới nhà anh để truy hỏi về viễn cảnh sau khi chết sẽ như thế nào. Lần nói dối này đã gây ra kết quả khó lường, Mark đành phải tiếp tục mặt dày biện chuyện. Bên dưới, mọi người chăm chú lắng nghe, tin tưởng lời nói dối này một cách tuyệt đối. Sau chuyện này, danh lợi và sự thành công đều đến với Mark. Nhưng dù như vậy, Anna vẫn không thể chấp nhận khuyết điểm về vẻ ngoài của anh. Cô nhất quyết hẹn hò với một người đàn ông đẹp trai khác để con cái của cô sau này có thể sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, người đàn ông đẹp trai này không thích cô thật lòng, mà chỉ thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Phía bên này, vì bị Anna từ chối mà Mark trở nên chán nản. Cả ngày nằm trên giường, cũng chẳng buồn đánh răng rửa mặt, biến mình trở thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm. Lần này Anna đến nhà tìm Mark là để thông báo tin cô sắp kết hôn. Sao có thể như vậy được? Mark lấy lại tinh thần, khôi phục ý chí chiến đấu. Anh ăn bận chỉnh tề tới dự lễ cưới của Anna, xuất hiện tại nhà thờ, ngăn cô dâu chú rể tuyên hệ. Lúc này, Anna cần một đáp án, Mark chỉ cần nói dối là ăn chắc phần thắng. Nhưng anh không làm như vậy, vì anh không muốn lừa dối đối với hôn nhân của chính mình. Lựa chọn cuối cùng của Anna tất nhiên là, em muốn những đứa con mập mạp và có chiếc mũi thô kệch. Đây là bộ phim hài của Mỹ được công chiếu năm 2008, The Invention of Lying. Mấy năm sau, thế giới lại có thêm một người nữa biết nói dối. Đó chính là con trai của hai người họ. Anh thử xem sao. Trông có vẻ ngon mắt, ngon lắm thưa mẹ. Mặc dù đa số những lời nói dối đều không tốt, nhưng nếu nói dối vì thiện ý,
thì thực ra cũng đâu khiến người ta khó có thể chấp nhận đến vậy. Video của hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay hãy like page nhé. Hẹn gặp lại vào kỳ sau.